những vận động viên Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét trong nhiều cuộc thi thể thao quốc tế bằng những thành tích đầy tự hào. Từ những tấm huy chương vàng tại các kỳ SEA Games, ASEAN cho đến những chiến thắng ấn tượng tại đấu trường Olympic, mỗi chiến thắng của họ không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là món quà quý giá dành tặng cho Tổ quốc, góp phần làm rạng danh màu cờ sắc áo Việt Nam. Thế nhưng, sau khi giải nghệ, nhiều người trong số họ lại phải đối mặt với cuộc mưu sinh, tìm kiếm hướng đi mới cho cuộc sống của mình. Xin kính chào quý vị khán giả của Hà Nội 18 giờ. Thưa quý vị, có lẽ một lần trong đời được đứng trên đỉnh vinh quang, được đeo những tấm huy chương lấp lánh là một niềm tự hào của cả dân tộc, là điều mà bất cứ một vận động viên nào cũng mong muốn có được. Dạ vâng, và thể thao thì là một nghề nghiệp đặc biệt và không chỉ đòi hỏi các vận động viên phải có tài năng mà còn đòi hỏi phải có một sức khỏe phi thường với những cái cường độ rèn luyện và thi đấu cao. Và nếu mà không đủ sức khỏe thì sẽ không thể làm nghề được. Vâng, tuy nhiên thì hành trình của một vận động viên thì không chỉ trải dài trên sân cỏ đâu ạ, mà họ còn phải trải qua một quá trình rèn luyện và đánh đổi cả ý chí và bản lĩnh của mình để rèn luyện bản thân của mình một cách nhiều nhất có thể. Họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả xương máu cho niềm đam mê thể thao, cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Các vận động viên thì cũng đã phải trải qua một quãng thời gian luyện tập khá là hà khắc và thậm chí là vất vả nữa, và thời gian dành cho bản thân và gia đình rất là eo hẹp. Thậm chí họ không còn có thời gian để đi hẹn hò và tìm người yêu, và rất là nhiều những vận động viên họ chia sẻ rằng họ cũng không muốn, và thậm chí đến lúc này cũng đã có rất nhiều vận động viên họ không lập gia đình là những lý do như vậy. Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Khi mà ở trên sân cỏ, trên sàn đấu thì các vận động viên của chúng ta là những người hùng, là những cầu thủ, nhưng mà ngoài đời thì họ cũng sẽ chỉ là những cái con người bình thường như bao người khác thôi, và cái vấn đề cơm áo gạo tiền thì vẫn là nỗi lo thường trực của họ sau khi mà họ giải nghệ. Đó cũng là bài toán đầu ra cho các vận động viên chuyên nghiệp khi mà được nhắc đến rất là nhiều lần, nhưng mà thực tế thì vẫn chưa có hướng giải quyết. Vâng, và câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay sẽ dành để chia sẻ về những câu chuyện mặt sau của những tấm huy chương, phía sau ánh hào quang của các vận động viên Việt Nam. Nhưng trước khi đến với câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại một số cái tên đã vang danh trong làng thể thao Việt Nam một thời. Tượng đài điền kinh Vũ Bích Hường. Vũ Bích Hường sinh năm 1969, cái tên đã đi vào lịch sử với tư cách là vận động viên điền kinh đầu tiên của Việt Nam đoạt huy chương vàng tại SEA Games. Chỉ từng đoạt huy chương vàng 100m rào tại giải vô địch quốc gia năm 1992. Một năm sau, trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, chị giành huy chương đồng. Đỉnh cao của Vũ Bích Hường là SEA Games 1995, tấm huy chương vàng năm đó đưa điền kinh Việt Nam sang trang mới tại SEA Games. Năm 2015, chị Hường bị gãy đốt sống cổ số 4-5 vì tai nạn giao thông. Dây thần kinh bị chèn ép khiến chân trái teo liệt. Vụ tai nạn khiến chị trở thành một người làm gì cũng phải bò, trườn. Nhưng vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực điều trị, nữ vận động viên ngày nào giờ đây đã trở thành huấn luyện viên điền kinh. Cựu tiền đạo Bùi Tuyết Mai, hình mẫu của cầu thủ nữ. Tuyết Mai từng là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên hàng công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam những năm 2004-2007. Nữ cầu thủ từng nhận quả bóng đồng Việt Nam 2007. Tuyết Mai còn được các cầu thủ nữ nể phục khi cô thành đạt trong kinh doanh, một MC có tiếng của một kênh truyền hình cáp. Cô gái vàng ủ xu Thúy Hiền. Cô sinh năm 1979 tại Gia Lâm, Hà Nội. Năm 1993, Nguyễn Thúy Hiền mang về chiếc huy chương vàng giải vô địch ủ xu thế giới đầu tiên cho Việt Nam khi mới tròn 14 tuổi và chỉ làm quen với ủ xu chưa đầy một năm. Nguyễn Thúy Hiền đã luôn là niềm hy vọng vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games, ASEAN, giải vô địch ủ xu Đông Nam Á, Châu Á hay thế giới trong suốt một thời tuổi trẻ tập luyện và thi đấu. Ánh mắt, nét mặt, động tác dứt khoát, sự kiên định và cố gắng không mệt mỏi là lý do giúp Thúy Hiền liên tục là trụ cột của đội ủ xu trong nhiều năm. Từ năm 2005, cô đã nghỉ thi đấu và trở thành huấn luyện viên, trọng tài môn ủ xu cho Sở Thể dục Thể thao Hà Nội. 7 lần vô địch thế giới, sở hữu hàng loạt các huy chương vàng châu lục và khu vực, Nguyễn Thúy Hiền là tượng đài cho tới tận thời điểm này, sau gần 30 năm vẫn chưa có vận động viên nào vượt qua được. Nữ hoàng chân đất Trần Thị Xoa. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, mẹ lại mất sớm, bà Trần Thị Xoa sinh năm 1953, tất tả mưu sinh ngay từ nhỏ. Năm 1973, Trần Thị Xoa về thứ 15 toàn quốc, nhưng từ năm 1974 đến năm 1980, bà toàn về nhất ở 3 cự ly 800m, 1000m và 3000m.
Dù từng đem về những vinh quang cho đất nước, nhưng những vận động viên lại gặp không ít khó khăn khi bước ra từ những giải đấu sau khi ánh hào quang của sự nghiệp thể thao vụt tắt. Và thời gian để dành cho tập luyện và thi đấu thì bắt buộc họ phải gặp khó khăn trong thời gian để học văn hóa. Thậm chí có những người còn phải dừng lại việc học văn hóa, để rồi sau khi mà họ kết thúc giải đấu, hay là thậm chí là có những cái người đã giải nghệ rồi, thì họ lại bị thiếu hụt về kỹ năng nghề nghiệp và thậm chí là cả cơ hội việc làm nữa, bởi rất nhiều những vấn đề đằng sau nó và khiến cho những vận động viên của chúng ta rơi vào hoàn cảnh bấp bênh, không biết là phải bắt đầu lại từ đâu. Dạ vâng, thưa quý vị, rất là nhiều năm dành cho cái việc cống hiến cho nước nhà, cống hiến cho thể thao và hy sinh cả tuổi thanh xuân để dành cho thể thao. Nhưng mà nhiều người thì sau đấy thì vẫn đang phải loay hoay, phải mưu sinh khi mà trở về với cuộc sống đời thường. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một vận động viên dù đã ở độ tuổi số đến 70 tuổi rồi, nhưng mà hiện nay thì vẫn đau đáu chưa một lần được hỗ trợ từ phía các cấp có thẩm quyền. Trong các ngăn tủ này, để những bằng khen, những tấm ảnh đen trắng chụp hồi bà Xoa đang chạy băng băng bằng chân đất trên đường đua. Rồi những tấm huy chương óng ánh hào quang chiến thắng sau mỗi cuộc đọ sức căng thẳng. Khuôn mặt khắc khổ, màu da rám nắng, không ai nghĩ sau khi giải nghệ, nữ kiện tướng thể thao một thời, từng đi làm tạp vụ cho câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An để trang trải thêm sinh hoạt hàng ngày bên cạnh lương hưu. Nói chung 6 năm liền là tôi là phá kỷ lục 800m và 1500m và 3000m của đường chạy chỉ dài cử ly dài của toàn quốc đó, hồi xưa là gọi là toàn quốc. Sau khi nghỉ hưu nữa, tôi vẫn làm thêm lao công ở trong chỗ câu lạc bộ bóng thật không lao. Làm được mấy năm thì sau đó Covid là tôi chuyển về quê. Sức khỏe hiện nay yếu rồi, tôi nhiều bệnh, da dày này, rồi tay đau này, chân này, nói chung nhiều. Nữ kiện tướng lừng danh một thời đã chìm vào dấu lặng của đời thường, mưu sinh và tạm quên đi những hào quang năm xưa. Thể thao thì luôn được xem là một lĩnh vực vinh quang và đầy hào quang. Nhưng đằng sau những tấm huy chương và những khoảnh khắc vinh quang trên bục trao giải là những câu chuyện đầy nhọc nhằn và gian truân của các vận động viên. Dạ vâng, và để có thể chạm tay được vào đỉnh cao thì các vận động viên đã phải trải qua rất là nhiều ngày tháng luyện tập khổ luyện và phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn, trong đó thì sẽ có những cái chấn thương nguy hiểm. Và thưa quý vị, tuổi nghề của một vận động viên thì thường rất ngắn và sau khi mà giải nghệ thì không ít vận động viên đã phải mang theo những cái chấn thương và không thể là điều trị được, và cũng thật sự là cũng chưa có chế độ gì để có thể hỗ trợ cho các vận động viên. Vâng. Theo thống kê của Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì cả nước hiện có gần 22.000 vận động viên thuộc các tuyến, bao gồm các đội tuyển quốc gia và các đội tuyển thuộc tỉnh, thành phố, ngành. Dù được tạo điều kiện và hỗ trợ hết mức, nhưng chỉ có khoảng từ 15 đến 20% tuyển thủ quốc gia và vận động viên xuất sắc sau khi giải nghệ trở thành huấn luyện viên hay giáo viên thể chất với tấm bằng Đại học Thể dục Thể thao hay là cử nhân sư phạm Thể dục Thể thao. Và đằng sau ánh hào quang thì có tới 60 đến 70% số vận động viên từng là tuyển thủ cấp tỉnh, thành phố, ngành thuộc diện chính thức nhiều năm, có thành tích và đẳng cấp. Và khi chia tay sự nghiệp thì phải bắt đầu với một công việc khác. Vâng, thưa quý vị, khi đến với Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Việt Nam thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những khung cảnh tập luyện hăng say. Sau mỗi giờ tập luyện thì các vận động viên còn phải lo là làm sao để làm thêm những cái nghề khác để mưu sinh mà không liên quan đến những cái chuyên môn của mình. Vâng, và sau đây là những hình ảnh mà ít ai trong chúng ta được thấy. Như vận động viên Nguyễn Thị Oanh, một vận động viên điền kinh thì đã chủ động kinh doanh giày và thời trang thể thao trên mạng xã hội để có thể kiếm thêm thu nhập. Hay là huấn luyện viên cầu mây Nguyễn Thị Vui vẫn phải lo thêm công việc bên ngoài để ổn định thu nhập cho gia đình mình. Bắt đầu tập luyện và thi đấu điền kinh thành tích cao từ năm 15 tuổi, vận động viên Nguyễn Thị Oanh được mệnh danh là siêu nhân khi đạt liên tiếp 2 huy chương vàng tại SEA Games 32. Những kỳ tích của Oanh không chỉ là những nỗ lực bằng mồ hôi, nước mắt, đôi khi phải hy sinh cả tuổi thanh xuân, gác lại chuyện riêng tư khi đang ở độ tuổi đẹp nhất để tìm một bến đỗ. Vì Oanh biết, mình đang ở nấc thang thăng hoa của sự nghiệp thi đấu. Làn da trắng trẻo ngày nào cũng đã dần đổi thay vì nhuốm màu mưa nắng của những buổi tập luyện cường độ cao. Không chỉ riêng bản thân mình mà có rất là nhiều những vận động viên khác thì bên cạnh những việc tập luyện thì cũng có từng có những thời điểm thì mọi người có làm thêm những công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Chẳng hạn như bản thân mình thì cuối năm 2014, đầu năm 2015 thì lúc đó thì mình mắc căn bệnh viêm cầu thận. Thì mình có tập tành kinh doanh online
Và lúc đó là mình cảm thấy là cuộc sống cũng khá là vất vả khi mà mình không thể nào mà đảm bảo tất cả mọi việc trong cuộc sống. Sau thời gian mà nghỉ điều trị bệnh, mình có tập luyện trở lại và có thi đấu thể thao lại, thi đấu chuyên nghiệp lại, thì mình nhận thấy rằng là công việc bán hàng của mình nó ảnh hưởng đến cái công việc chuyên môn, công việc tập luyện thi đấu của mình. Thế nên là mình đã tạm gác lại và tập trung cho việc tập luyện thi đấu cống hiến cho thể thao Việt Nam. Hiện tại thì có rất là nhiều những vận động viên thì mọi người vẫn có thể lập gia đình, sinh con và quay trở lại với thể thao thành tích cao. Nhưng bản thân mình thì mình muốn rằng là khi mà mình đã đang ở độ tuổi 28, chuẩn bị bước sang tuổi 29 rồi, thì mình nghĩ rằng là nếu mà bây giờ khi mà mình lập gia đình thì có lẽ là cái cơ hội của mình quay trở lại với đường chạy là không còn. Chính vì vậy nên là mình quyết định là sẽ tập luyện và cố gắng thêm một thời gian nữa. Ngoài bóng đá, nhìn chung vận động viên của các môn thể thao thành tích cao có thu nhập không cao. Bén duyên với môn cầu mây từ năm 13 tuổi, huấn luyện viên Trần Thị Vui từ thời còn là một vận động viên vẫn phải càng đáng thêm công việc tay trái để trang trải cuộc sống, nuôi dưỡng ước mơ mang thật nhiều thành tích cho nền thể thao nước nhà. Sau những tấm huy chương thì đó là cả một cái sự vất vả, tiền lương hoặc là cái chế độ như hiện tại thì chúng tôi vẫn phải cố gắng để làm những cái công việc khác. Chẳng hạn như bản thân tôi thì tôi có mở thêm quán cà phê để có được những cái thu nhập thêm. Nếu mà nó đã đáp ứng được thì mình không bao giờ mình muốn là làm thêm những cái công việc khác, bởi vì ít nhiều có làm công việc khác thì một chút nào đó nó cũng sẽ không được tập trung 100% với cái công việc chính của mình. Những năm trở lại đây, Việt Nam liên tục ghi danh các bộ môn trên đấu trường quốc tế. Nhưng đằng sau những bề dày thành tích đó là nghị lực vượt qua mọi rào cản, thử thách trong điều kiện khó khăn, nóng nực hay bị chấn thương, và có thể sẽ không thi đấu được nữa. Nhưng đã lựa chọn và bước vào con đường vinh dự này, họ chỉ có một mong muốn là dành tâm huyết, tuổi trẻ để cống hiến và có một môi trường thuận lợi về điều kiện để có thể phát huy hết khả năng, tận tâm cống hiến cho thể thao nước nhà. Không sắt đá và quyết tâm giữ nghề, cũng như chọn nghề tay trái như vận động viên Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Vui, Dương Thị Minh, một cựu vận động viên chèo thuyền, huy chương vàng vô địch trẻ quốc gia 2021 thì đã quyết định rời bỏ đam mê để chuyển sang một công việc khác dù mới ở độ tuổi 20. Em cũng được truyền cảm hứng từ cô của em, là một vận động viên chuyên nghiệp. Cũng mang rất là nhiều thành tích với huy chương về cho tỉnh cũng như là cho đất nước. Và em cũng rất là mong muốn bản thân mình sẽ trở thành một vận động viên như vậy. Nhưng mà biến cố bất ngờ xảy ra nên là em không tiếp tục theo đuổi được đam mê nữa. Nên là em đã dừng lại. Thì sau khi em bị chấn thương thì em đã ảnh hưởng tâm lý và bị gián đoạn trong tập luyện. Thật ra trở thành một vận động viên chuyên nghiệp thì để đạt được đỉnh cao thì bản thân mình phải luôn tập luyện chăm chỉ để giữ vững phong độ. Tuy nhiên là sau khi bị chấn thương như vậy thì em cũng ảnh hưởng tâm lý và bị gián đoạn trong việc tập luyện. Nên là không đảm bảo được cái mức thu nhập cho em. Cũng như là nếu mà em quyết định là vừa tập luyện mà vừa học đại học nữa thì cũng là một cái gánh nặng kinh tế lớn đối với gia đình em. Gia đình em thì cũng hơi khó khăn. Còn bản thân em thì cũng khi tập luyện thì cũng giúp đỡ gia đình một chút. Nếu mà mình theo học thì sẽ hơi là gánh nặng của ba mẹ. Là em quyết định là không theo đuổi ngành đua thuyền nữa và chuyển sang một ngành khác. Hiện tại thì công việc của em đang làm nhân viên kinh doanh. Em cũng vừa là đi học vừa đi làm thêm. Thì mức lương hiện tại của em cũng may mắn là tìm được một công việc khá là tốt và đem lại mức thu nhập tương đối ổn định ạ. Em cũng có thể lo được sinh hoạt phí hàng ngày, tiền học và giúp đỡ gia đình một chút ạ. Em cũng mong muốn là về vấn đề thu nhập của các vận động viên sẽ được quan tâm hơn để bọn em sẽ không phải lo lắng về vấn đề sinh hoạt, để có thể chuyên tâm hơn về bộ môn và mang lại thành tích cao hơn ạ. Thưa quý vị, từ những trải nghiệm đã qua thì nhiều vận động viên đi trước đã chia sẻ những kinh nghiệm và cả suy nghĩ của mình về vấn đề là nhiều đồng đội và thậm chí cả những thế hệ vận động viên đàn em bây giờ thì dường như là họ quá mê đắm chuyên môn và chưa chuẩn bị, thậm chí là không chuẩn bị trước cho tương lai của mình. Với một suy nghĩ đơn giản là mình hãy cố gắng thành công, đạt thật nhiều huy chương thì khác sẽ được chăm lo và kiểu gì thậm chí là mình còn có được một cơ hội trở thành một huấn luyện viên nữa không? Dạ vâng, cái bài toán đầu ra của các vận động viên Việt Nam thì vẫn đầy bế tắc và cũng chưa có cái lời giải. Thế nhưng mà trên thế giới thì các nước trên thế giới thì họ cũng đã có nhiều hình thức để giải quyết cho các vận động viên khi mà họ đã dã từ đấu trường như thế nào. Thì ngay bây giờ thì mời quý vị cùng tham khảo câu chuyện sau đây.
Không giống như những ngành nghề khác, tuổi nghề của các vận động viên thường khá ngắn ngủi, đặc biệt là những môn thể thao thành tích cao. Nếu không gặp chấn thương nặng đến mức phải từ giã sự nghiệp sớm, tuổi nghề vận động viên thể thao đỉnh cao vào khoảng 28 tuổi. Ở độ tuổi lưng chừng không quá già mà cũng không còn trẻ này, các vận động viên sẽ phải tìm một phương án khác để lo cho cuộc sống sau khi giải nghệ. Không ít vận động viên sau khi giải nghệ lựa chọn làm những công việc không liên quan đến những kỹ năng thể thao mà họ từng được huấn luyện. May mắn thay, quá trình tập luyện thể thao thường đem lại cho các vận động viên tính kỷ luật, kiên định. Họ đã dành nhiều năm phấn đấu để đạt đến sự hoàn hảo và thành tích, là những cá nhân có động lực lớn. Tất cả những đặc điểm trên tạo nên bước khởi đầu thuận lợi cho sự nghiệp bán hàng, con đường mà nhiều vận động viên lựa chọn sau khi nghỉ hưu. Theo dữ liệu do LinkedIn thu thập, 27% vận động viên thể thao chuyên nghiệp đã chuyển sang công việc bán hàng sau khi nghỉ hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022. Một số ít khác thành công hơn thì tiết kiệm trong sự nghiệp thể thao của mình để mở một doanh nghiệp riêng, sử dụng những kỹ năng sẵn có, bắt đầu lại với tư cách là doanh nhân hoặc nhà đầu tư. Ngoài ra, nhiều người cũng chọn sử dụng các kỹ năng đã rèn luyện áp dụng trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, phân tích thể thao hay quản lý mạng xã hội. Trong khi đó, nhiều vận động viên sau khi giải nghệ lựa chọn công việc huấn luyện viên với mong muốn truyền lại kiến thức của mình cho thế hệ kế cận. Chỉ cần trải qua một vài khóa đào tạo, các vận động viên hoàn toàn có thể trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp, một nhà vật lý trị liệu hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Đa số các vận động viên còn lại sẽ lựa chọn con đường học vấn sau khi giải nghệ nhằm nâng cao kiến thức và phát triển các kỹ năng mới. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho ai muốn dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới hoặc ở lại trong ngành thể thao để phát triển ở các vị trí công việc liên quan. Ngày mai mùng 5 tháng 6, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chế độ chính sách đối với vận động viên, nghệ sĩ và giải quyết việc làm cho họ sau thời kỳ thi đấu, biểu diễn đỉnh cao. Hy vọng rằng những chính sách tới đây sẽ góp phần động viên họ vững tin hơn trên con đường đi tới đỉnh cao thể thao để ánh hào quang không vụt tắt bởi nỗi lo cơm áo. Vâng, và trên thực tế thì thời gian qua Tổng cục Thể thao Việt Nam thì cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, với các hội doanh nhân về việc hỗ trợ làm việc làm sao cho vận động viên xuất sắc sau khi mà giải nghệ thì sẽ có công việc, và hợp tác với các trường đại học về các chương trình đào tạo cử nhân dành cho các tài năng thể thao. Tuy nhiên thì những hợp tác đối với các đối tác trên thì Tổng cục Thể thao vẫn chỉ phần nào giải quyết được cái bề nổi mà chưa có một chiến lược cụ thể nào về việc chúng ta sẽ định hướng hay là giải quyết công ăn việc làm cho các vận động viên. Vâng, các vận động viên thì cần có một chính sách đặc thù được định hướng tương lai từ khi mới bước chân theo sự nghiệp thể thao. Những vận động viên có những tố chất, bản lĩnh lại được khổ luyện nhiều năm thì do đó thì họ có thể làm được mọi việc, có thể làm trong những môi trường kỷ luật và sẵn sàng chịu nhiều áp lực, đúng không ạ? Và nếu được định hướng tương lai tốt thì nhiều vận động viên sau này sẽ có thể trở thành những người thành đạt. Để giải quyết được vấn đề đầu ra thì việc làm cho vận động viên, chúng ta cần sự chung tay của toàn xã hội.